Nga chọc thủng phòng tuyến, Ukraine trả giá đắt vì chỉ huy ra quyết định sai lầm. Rộ tin Tòa án Hình sự Quốc tế sắp phát lệnh bắt Thủ tướng Israel. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn hào phóng của Israel. Quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Tình hình xung quanh làng Ocheretino ở vùng Donetsk ngày càng trở nên khó khăn đối với lực lượng Ukraine. Gần đây, máy bay không người lái trinh sát của Nga đã phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ tại tiền tuyến gần thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Những chiến hào của Ukraine ở phía đông làng Ocheretino trước đây được binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine kiểm soát, bây giờ đột ngột bỏ trống. Tận dụng cơ hội, ngay lập tức, lữ đoàn súng trường cơ giới số 30 của quân đội Nga đã tiến quân về phía tây Avdiivka dọc theo tuyến đường sắt và kiểm soát phần lớn Ocheretino. Điều này có thể bao gồm cả Novobakhmutovka, ngôi làng nằm phía nam của Ocheretino. Đây là lần xâm nhập lãnh thổ của đối phương nhanh nhất của lực lượng Nga trong nhiều tháng, và động thái này có nguy cơ làm sụp đổ tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây Avdiivka. Nhóm phân tích Deep State của Ukraine bình luận, chiếc hộp Pandora đã mở. Theo Fox, sự sụp đổ của phòng tuyến Ukraine ở Ocheretino không phải là lỗi của lữ đoàn cơ giới số 47. Lữ đoàn này vốn được trang bị hàng loạt xe bọc thép do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine, đã được lệnh rút khỏi Ocheretino về hậu phương để nghỉ ngơi sau gần một năm tham chiến liên tục. Lữ đoàn cơ giới 115 được lệnh sẽ thay thế lữ đoàn cơ giới 47 ở Ocheretino để duy trì sự toàn vẹn của tuyến phòng thủ phía tây Avdiivka. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra. Đại đội trưởng nổi tiếng của lữ đoàn cơ giới 47, ông Mykola Menik cho biết, một số đơn vị của lữ đoàn cơ giới 115 đã bị loại bỏ. Việc lữ đoàn cơ giới 115 không giữ được phòng tuyến đã dẫn đến việc lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của Nga dễ dàng tiến vào Ocheretino, gây ra phản ứng hoảng loạn bên trong sở chỉ huy Ukraine. Các đơn vị chỉ huy Ukraine đã vội vã ra lệnh cho lữ đoàn cơ giới 47 quay lại tiền tuyến, đồng thời cử lữ đoàn cơ giới 100 phản công. Theo Fox, để thấy mức độ sợ hãi và hoảng loạn của các chỉ huy Ukraine thời điểm đó, chỉ cần nhìn vào lữ đoàn cơ giới số 100 được họ triển khai để vá lỗ thủng ở phía bắc và phía tây Ocheretino. Trên thực tế, lữ đoàn này là một trong những lữ đoàn mới nhất và được trang bị kém nhất trong quân đội Ukraine. Lữ đoàn số 100 trước đây thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ, lực lượng bán quân sự của Ukraine và mới chỉ được nâng cấp thành lực lượng chính quy vào cuối tháng 3 và được cho là chưa phù hợp để lĩnh nhiệm vụ trọng yếu ở tiền tuyến. Lữ đoàn cơ giới số 100 cũng thiếu các thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, phương tiện chiến đấu và pháo binh do phương Tây sản xuất, vốn từng mang lại sức mạnh vượt trội cho các đơn vị tinh nhuệ hơn trong lữ đoàn cơ giới số 47. Fox bình luận, việc các chỉ huy Ukraine phải tung một lữ đoàn tương đối yếu vào chiến đấu phản ánh sự thiếu hụt lực lượng dự bị của Ukraine ở phía tây Avdiivka. Theo các nhà phân tích, nếu sư đoàn xe tăng số 90 tinh nhuệ của Nga tiến vào Ocheretino trước khi bộ chỉ huy phía đông của Ukraine huy động được thêm quân tiếp viện, thì cuộc xâm nhập của Nga có thể mở rộng thành một bước đột phá toàn diện. Một bước đột phá có thể buộc hàng chục nghìn quân Ukraine phải rút lui về phía tây đến tuyến phòng thủ tiếp theo của họ. Đối với người Ukraine, hy vọng lớn nhất của họ hiện nay là số vũ khí mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ tuyên bố đang chuyển đến Ukraine vài giờ sau khi Quốc hội Mỹ sau 6 tháng trì hoãn mới đồng thuận phê duyệt cho Kiev hôm 23 tháng 4. Các lữ đoàn Ukraine xung quanh Ocheretino sẽ cần mọi loại đạn, đạn pháo và tên lửa mà họ có thể có được, đặc biệt là lữ đoàn cơ giới 100 để bảo vệ phòng tuyến của họ trước đà tiến công mạnh mẽ của Nga. Ngày 29 tháng 4, hãng tin Mỹ NBC News dẫn lời một quan chức Israel cho biết lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC có thể được ban hành đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant và các sĩ quan quân đội cấp cao khác ngay trong tuần này. Theo quan chức này, Israel đang làm việc thông qua các kênh ngoại giao để cố gắng ngăn chặn việc ban hành lệnh bắt giữ. Truyền thông Israel đưa tin, Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi nằm trong số các quan chức quân đội phải đối mặt với cáo buộc. Cho đến thời điểm hiện tại, ICC không xác nhận hay phủ nhận thông tin này. ICC nói với NBC rằng cơ quan này đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập liên quan đến tình hình ở nhà nước Palestine và không bình luận thêm trong giai đoạn này. ICC đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc tội ác của quân đội Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở bờ Tây và Gaza từ năm 2021. Cuộc điều tra bao gồm các sự kiện kể từ năm 2014. Tòa án có trụ sở tại The Hague khẳng định những vi phạm đã xảy ra trong cuộc xung đột sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái cũng nằm trong thẩm quyền điều tra của ICC. Tuần trước, kênh Channel 12 của Israel đưa tin chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã nắm được thông tin về các lệnh bắt giữ có thể được ICC đưa ra.
Theo đó, Israel đã tổ chức một cuộc thảo luận khẩn cấp về vấn đề này tại văn phòng thủ tướng với sự tham gia của một số bộ trưởng và chuyên gia pháp lý. Israel lo ngại lệnh bắt giữ sẽ được ICC đưa ra dựa trên cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza, khi các quốc gia cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Geneva. Ngày 26 tháng 4, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố bất kỳ sự can thiệp nào của ICC sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố chừng nào ông còn nắm quyền, Israel sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của ICC nhằm làm suy yếu quyền tự vệ vốn có của mình. Israel không phải là thành viên của ICC và không công nhận quyền tài phán của ICC. Tuy nhiên, nếu lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức Israel khác được ban hành, 124 quốc gia thành viên ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ nếu họ đặt chân tới những nước này. ICC có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, là tòa án quốc tế thường trực duy nhất trên thế giới có quyền truy tố các cá nhân bị buộc tội về tội ác giao tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Cơ quan này không sở hữu lực lượng cảnh sát riêng mà chủ yếu dựa vào 124 quốc gia thành viên, bao gồm hầu hết các nước châu Âu để bắt giữ những nhân vật bị kết án. Việc ICC tập trung vào các cá nhân hơn là các quốc gia giúp phân biệt tòa án này với tòa án công lý quốc tế, nơi giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Ngày 29 tháng 4 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất mới nhất và cực kỳ hào phóng của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza để đảm bảo thả những người bị bắt. Ngoại trưởng Blinken nói, Hamas đang đứng trước một đề xuất mới nhất, cực kỳ hào phóng từ phía Israel. Điều duy nhất chắn ngang giữa người dân Gaza và lệnh ngừng bắn là Hamas. Họ phải quyết định nhanh chóng. Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Trước nguy cơ Israel sẽ tấn công trên bộ vào thành phố biên giới phía nam Rafah, những nhà đàm phán của Hamas dự kiến sẽ sớm có cuộc gặp các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập tại Cairo để phản hồi về đề xuất ngừng bắn theo từng giai đoạn mà Israel đưa ra hồi cuối tuần. Một nguồn tin tóm tắt về cuộc đàm phán cho biết, trong đề xuất mới nhất, phía Israel muốn Hamas thả nhiều nhất 40 trong 130 người, được cho là vẫn bị giam ở Gaza để đổi lấy sự tự do cho người Palestine đang bị Tel Aviv giam giữ. Và giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn bao gồm thời kỳ bình yên bền vững, phản ứng thỏa hiệp của Israel trước yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn từ phía Hamas. Ngày 29 tháng 4, Ngoại trưởng Blinken đã đến Ả Rập Xê Út, điểm dừng chân đầu tiên trong chuỗi chuyến đi giải quyết rắc rối mới nhất ở Trung Đông kể từ khi xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Gây bất ổn cho khu vực luôn nóng như lửa này. Tại điểm dừng chân này, Ngoại trưởng Blinken nhắc lại rằng Mỹ không thể hỗ trợ một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah, nơi Israel cho biết có 4 tiểu đoàn còn nguyên vẹn cuối cùng của Hamas đang ẩn náu. Ngày 28 tháng 4, truyền thông Israel đưa tin, Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza. Theo tờ The Jerusalem Post, kế hoạch tấn công trên bộ ở Rafah đã được phê duyệt trong cuộc gặp giữa ông Halevi với tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Yaron Finkelman và các chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn khác của Israel. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực giúp Israel và Hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 26 tháng 4, một phái đoàn Ai Cập đã đến Israel để thảo luận về một đề xuất ngừng bắn và trao đổi những người bị bắt dưới nước này với lực lượng Hamas. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Bộ Tài chính Bezalel Smotrich của Israel đã đe dọa sẽ rút khỏi chính phủ liên minh nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu đồng ý với một thỏa thuận giải phóng những người bị bắt thay vì chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza. Trong một bài phát biểu trước truyền thông, ông Ben-Gvir tiếp tục nhắc lại tuyên bố trước đó rằng một thỏa thuận với Hamas đồng nghĩa với sự kết thúc của chính phủ hiện tại. Đồng quan điểm, ông Smotrich cũng phản đối khả năng đồng ý với thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian. Trong khi đó, trái ngược với các phát biểu trên, Bộ trưởng Benny Gantz cũng cảnh báo sẽ rút khỏi chính phủ nếu Thủ tướng Netanyahu chọn tấn công Rafah. Các nghị sĩ có quan điểm trung tả cho biết họ sẽ rút khỏi chính phủ liên minh nếu không đạt được thỏa thuận về những người bị bắt. Ông Gantz nêu rõ, việc tiếp cận Rafah là điều quan trọng trong cuộc chiến lâu dài chống Hamas, nhưng sự trở về của những người bị bắt, những người đã bị chính phủ bỏ rơi ngày 7 tháng 10 là việc khẩn cấp và có tầm quan trọng lớn hơn nhiều. Theo báo chí Israel, nước này đang cân nhắc một thỏa thuận trao đổi những người bị bắt với Hamas, cũng như việc ngừng tấn công trên bộ vào thành phố Rafah. Cũng trong ngày 28 tháng 4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo việc Israel thực hiện cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza có thể dẫn tới việc di rời người Palestine ở bờ Tây sang Jordan sau khi xung đột kết thúc. Phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới do Ả Rập Xê Út đăng cai tổ chức, Tổng thống Palestine cho rằng nếu Israel tấn công thành phố Rafah, nơi tập trung phần lớn người dân giải Gaza, thảm họa lớn nhất trong lịch sử của người dân Palestine sẽ xảy ra
và họ sẽ phải di rời ra ngoài dải Gaza. Tổng thống Palestine nêu rõ, chúng tôi kêu gọi chấm dứt hành vi tấn công vùng lãnh thổ và viện trợ nhân đạo cho người dân thứ mà họ cần. Và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc di rời người Palestine, dù là ở Gaza hay bờ Tây, khỏi quê hương của họ. Tổng thống Palestine cho rằng, Mỹ là nước duy nhất có thể ngăn Israel tấn công Rafah. Ông Abbas phát biểu, chúng tôi kêu gọi Mỹ yêu cầu Israel dừng chiến dịch tấn công Rafah. Mỹ là quốc gia duy nhất có thể ngăn Israel trong việc này. Nhà lãnh đạo Palestine cũng kêu gọi các nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine và công nhận đây là quốc gia thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Ông Abbas lưu ý, phải có một giải pháp chính trị đưa dải Gaza, bờ Tây và Jerusalem thành một nhà nước Palestine độc lập thông qua một hội nghị quốc tế. Đây là điều chúng tôi đã kêu gọi kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái cho đến nay. Trong khi Israel có quyền đảm bảo an ninh, người Palestine cũng có quyền giành được quyền tự quyết, một quốc gia độc lập giống như các dân tộc còn lại trên thế giới. Ngoài ra, ông Abbas bày tỏ lo ngại rằng Israel sẽ di rời người Palestine từ bờ Tây sang Jordan sau khi xung đột ở Gaza kết thúc. Trong khi đó, hôm 28 tháng 4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đồng ý tham vấn Mỹ trước khi tấn công Rafah. Ông Kirby nói, họ đảm bảo với chúng tôi sẽ không tiến vào Rafah cho đến khi Mỹ có cơ hội chia sẻ các quan điểm và lo ngại với Israel.